Quyền Linh xót xa chạy lòng về cuộc sống cô cút không vợ con của thầy Trấn Thành. Vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh trở thành khách mời trong chương trình Du hành ký ức và gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh giản dị và dáng vẻ điềm đạm. Với cách nói chuyện hài hước nhưng đầy sâu sắc, nghệ sĩ Việt Anh đã để lại cho khán giả cảm xúc khó tả khi kể về cuộc đời nghệ thuật đầy thăng hoa của mình. Dù vậy, nói về cuộc sống riêng tư, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh tiết lộ hiện đang sống một mình trong nhà của học trò. Nhà của học trò tôi có thuê mấy căn phòng, em ấy để một phòng lại cho tôi, ông cho hay. Nghe vậy, Quyền Linh xót xa, nói trong ngậm ngùi. Anh Việt Anh ngược lại với các nghệ sĩ khác, người ta thăng hoa trong nghệ thuật, diễn hàng ngàn suất, làm hàng ngàn chương trình, như thế thì người ta phải rất giàu có. Người ta đi xe hơi, nhà lầu, thậm chí có nhiều căn nhà. Nhưng riêng với nghệ sĩ nhân dân Việt Anh thì ngược lại. Cũng phải nói thật, lương anh Việt Anh nhiều hơn Quyền Linh rất là nhiều, nhưng anh sống vì tình cảm, tình nghĩa với gia đình, bà con, bạn bè và cả học trò nữa. Nghệ sĩ Việt Anh cũng có những trải lòng, khái niệm giàu hơn người ta nghĩ về vật chất, nhà cửa, xe hơi, tiền bạc. Ít ai nghĩ tôi đang giàu cái khác. Thật ra tôi cũng đang rất giàu và có rất nhiều thành công nhất định trong nghệ thuật, trong cái nghề mà tôi yêu thích và gắn bó từ trẻ đến giờ. Vật chất tôi rồi cũng sẽ tan biến, vấn đề là có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Tôi rất hài lòng. Đương nhiên, tôi cũng không phải phung phí tiền bạc gì, nhưng có nhiều lý do không tiện nói. Tôi chấp nhận nó, vui với nó, chẳng bao giờ thấy đau khổ gì với chuyện đó. Không ai hài lòng với sự cô đơn cả, nhưng tôi hài lòng với những gì đã có. Cũng tại chương trình, Quyền Linh mang ra rất nhiều món đồ thú vị như chiếc mũ tai bèo, cuốn album lưu lại những tác phẩm để đời của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Nhìn thấy những món đồ hồi ức về một thời cống hiến cho nghệ thuật của thầy Trấn Thành từ thanh xuân đến nay cứ lần lượt ùa về. Trong ấn tượng của Quyền Linh, cách diễn của nam nghệ sĩ khác hoàn toàn với các đoàn khác, khiến người xem phải lấy đó làm hình mẫu cho nhân vật. Cuối chương trình, ông đặc biệt nhắn gửi đến thế hệ nghệ sĩ tương lai, để đến với nghệ thuật một cách trọn vẹn, tôi chỉ xin các bạn trẻ một điều là phải có tri thức để cùng khán giả tạo ra cái đẹp cho đời, cho người. Các bạn phải học nhiều vào để hiểu và thấm nhuần xã hội, con người, triết học, mỹ học, văn học. Phải biết đau, nỗi đau đời, cảm thương xót xa với một hoàn cảnh nào đó mới biến thành nghệ thuật để biểu diễn, để mọi người nhìn thấy cái đẹp nằm ở đâu, đó mới là nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim, tiết mục sân khấu. Ông cuối cùng với những cái tên gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Ngoài ra, nam diễn viên còn là thầy của Trấn Thành, được nam MC vô cùng nể trọng. Thế nhưng, nếu như bạn bè làm nghệ thuật đều đã ổn định kinh tế, sung túc, thì hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh vẫn ở nhà thuê, ăn hàng quán qua bữa.